Xin chào các bạn, hôm nay xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta về kỹ thuật sơn móng tay ha. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn theo kỹ thuật là sơn thường ha. Sơn trên nền sơn thường nha các bạn, sơn thường là không có hơ treo hơ đèn gì hết các bạn ha. Thì đây là nhà chai sơn thường treo bolit. Thì chai này thì ông xã mình ông đi Mỹ. Ông xã mình đi Mỹ và ảnh mua đem về nha các bạn ha. À, cái này là của hiệu Châu Lịch nha các bạn ha. Đây là chai sơn xịn luôn các bạn ha. Đây nó có mã của nó đầy đủ hết các bạn. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sơn nha các bạn. Để nếu mà bền thì chúng ta mua sơn xịn, thì chúng ta sơn thì nó sẽ bền hơn các bạn ha. Còn nếu như mà mình sơn rẻ tiền thì nó mau tróc hơn hết các bạn. Thì trước khi sơn thì chúng ta có thể vỗ vỗ sơn để chia, để cho các thành phần ở trong sơn đó, nó đều với nhau, nó hòa đều với nhau đó các bạn. Rồi khi sơn móng tay thường là sơn móng tay để bền, thứ nhất là các bạn phải cắt da cho thật sạch, các bạn phải cắt da cho thật sạch ha các bạn ha. Đây mình cắt da thật sạch nè các bạn, thấy không đó, mình cắt da cho thật sạch. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải búp phờ cho thiệt kỹ. Nếu như các bạn không búp phờ kỹ thì nó sơn nó sẽ không có ăn ăn hết tất cả được không ạ. Đấy, bắt buộc chúng ta phải búp phờ và chúng ta sủi da lên cho thật kỹ. Thì để biết được cái phần kỹ này thì các bạn hãy quay trở lại clip mà dạy cắt da căn bản của hôm nay hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi bây giờ thì quy trình sơn sẽ gồm có những gì. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái chai, đó là chai bon ạt. Bon ạt là gì? Đó là một cái chất kiềm dầu, nó giúp cho móng kiềm cái dầu lại, cái dầu của móng nó tươm lên các bạn. Thì cái chai bon ạt này nó giúp cho cái móng nó kiềm dầu, cũng giống như là nếu như mà cái móng bạn dầu nhiều quá mà bạn sơn lên thì nó sẽ giảm đi cái độ bền của móng. Ví dụ như các bạn tưởng tượng như cái lá môn đó các bạn, mà cái nó bóng nó trơn, thì khi các bạn đổ nước vô thì các bạn thấy nó trôi đi đúng không ạ. Thì móng tay mình cũng vậy, khi mà các bạn sơn treo mà bắt các bạn thiếu cái bước kiềm dầu này thì cái sơn chắc chắn một điều là nó sẽ không được bền hết các bạn ha. Rồi trước khi vào bài thì mình xin một phút quảng cáo nha. Rồi ở đây xin giới thiệu với các bạn, đây là địa chỉ của Home Nail. Thì Home Nail của mình là chuyên đào tạo học viên để đi nước ngoài ở khu vực quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên đây mình chuyên đào tạo về nail và về phun xăm luôn nha các bạn. Thì khóa nail trong năm 2020 học phí của bên nail á, dạy tất cả, tổng hợp tất cả luôn các bạn, đắp bột, đắp treo, bột nhúng, vẽ và vân vân, trang trí, rồi đắp hoa nổi, đắp búp bê, vẽ hoạt hình phong cảnh vân vân, rất rất là nhiều. Thì học phí chỉ có 10 triệu thôi. Còn bên phun xăm cũng vậy, mình dạy hết tất cả thì học phí chỉ có 15 triệu thôi nha các bạn, trong năm 2020 của mình nha. À, học phí bên phun xăm là 20 triệu, nhưng mình đang có chương trình giảm 5 triệu thì chỉ còn có 15 triệu thôi. Và giới thiệu với các bạn, đây là kênh Facebook của mình. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về khóa học thì trên đây, trên các bạn vào gõ là Phạm Thị Ngọc Cẩm không dấu, thì ở trong cái kênh này của mình sẽ ghi tất cả các chương trình học học gồm những cái gì cái gì cái gì, rõ ràng tỉ mỉ cụ thể ở trên đó, và ngày học là từ ngày nào tới ngày nào, rồi thời gian học ra sao, mình ghi đầy đủ hết các bạn. Bên đây là mình học, là các bạn mình học đó là cái như là không quy định thời gian, các bạn có thể học thoải mái nha, học tới khi nào mà các bạn cảm thấy mình vững rồi thì thôi ha. Rồi ok, đó là bên bên nail. Còn bên phun xăm á, thì các bạn học rất là nhanh. Bên phun xăm thì các bạn ở đây là mình kèm từ sáng cho tới tối tới khuya luôn, là các bạn học khoảng 3 tuần và 1 tháng, hoặc là 1 tháng là các bạn đã ra làm được rồi đó ha. Là mình kèm cho các bạn suốt luôn và thực hành mẫu rất là nhiều nha. Rồi ok, thì đây là kênh Facebook của mình nha các bạn. Rồi bây giờ đã xong cái phần quảng cáo. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chuẩn bị vào bài nha. Thì như hồi nãy mình nói với các bạn, đây là cái chai bon ạt. Cái chai bon ạt này thì các bạn mua ở đâu cũng có bán hết ha các bạn ha. Các bạn có thể ra tiệm kiềm nghĩa hay ở trên mạng á, thì người ta có bán cho mình ha các bạn. Rồi bây giờ đầu tiên để giúp cho cái nền móng tốt, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xịt cái bon ạt này vô để chúng ta kèm dầu ha các bạn. Này các bạn thấy mình thoa lên không? Khi mình thoa vào thì nó sẽ hút vô móng này các bạn. Nó làm cho cái móng mờ đi ha các bạn ha, làm cho bóng mờ đi ha. Đây mình xức lên đây cho các bạn xem, đây mình xức lên đi
ha, thì móng nó sẽ mở đi, các bạn thấy nó hút vô không? Mình xức lên tới đâu thì nó hút vô tới đó, quay thiệt sát luôn, càng sát cho các bạn dễ, càng dễ học ha. Đó, đúng rồi. Rồi đây tiếp tục mình xức vô các bạn, mình xức vô ha các bạn ha. Rồi ok, thì sau khi mình xức bo nạc này xong thì bắt đầu chúng ta sơn. Nếu như các bạn có cái chai dưỡng móng thì chúng ta xức lên, chai dưỡng móng thì nó cũng bóng bóng trong 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 thôi ha. Còn nếu như các bạn không có xức chai dưỡng móng đó thì cũng được. Nếu với màu đậm thì các bạn sẽ xức cái chai dưỡng móng đó. Còn nếu mà cái màu nhạt nhạt như vậy thì chúng ta không xức cũng được, mà không xức cũng không sao ha. Bởi vì nếu là sơn xịn thì chúng ta sẽ ok. Còn là mà những màu đậm dù có sơn xịn các bạn cũng phải xức nha, xức cái chai dưỡng móng đó ha. Thì giúp để làm gì? Giúp để cho cái nền móng của mình, nhất là những màu đậm á, nó không có bị thấm xuống ở dưới cái móng của mình. Nếu không là khi mà mình chùi ra các bạn, nó sẽ bị vàng ú, nó bám vô lên trên cái móng của mình, thì bắt buộc các bạn phải có một cái chai dưỡng đó nữa ha các bạn ha. Còn này mình màu nhạt, mình làm xong chút xíu là mình bôi rồi, mình bôi để mình giải bài sơn treo rồi, thành ra mình không có sức cái đó ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị sức nha, mình chuẩn bị mình sơn nha. Thì trước khi sơn chúng ta sẽ đánh cái chai này lên. Thì các bạn lựa những chai sơn là bên trong nó có cái hột chì, và các bạn đánh nó lắc lên cái nó kêu nè các bạn. Để làm chi? Để nó đánh hòa tan đều sơn ở trong cái chai, được không ạ? Mình chỉ tỉ mỉ để cho các bạn biết ha. Ngay cả cái vấn đề nếu những bạn nào mà đeo nhẫn cũng để ý luôn nha. Các bạn gõ ở đây, gõ cũng vừa vừa thôi, đừng gõ mạnh quá, hồi đây đó lè đó lét mình đau tai ha. Các bạn gõ và nhớ để ý những cái chiếc nhẫn mà các bạn đeo đây nè, bởi vì nó là những cái chai thủy tinh. Nếu như các bạn gõ mà đụng vô chiếc nhẫn cái bị bể, các bạn học viên của mình bị bể hoài và mình dặn mà cũng quên, vỏ nhiều khi vừa làm vừa nói chuyện á, như chuyện cứ quên cái vỏ cái bùm cái rồi bể, nhất là những cái chai cọ nét ha các bạn ha. Thì cái đó là những cái mà mình cần phải thật sự kỹ ha. Rồi mở chai là mình mở ra hai cái ngón tay này mình kẹp vô, còn ba cái ngón này là mình để mình dành cầm cái ngón tay của người ta ha. Rồi mở ra là mở như thế này các bạn, mở ra. Rồi bây giờ mình gạt cái chai cọ để mình chỉ các bạn nè. Nè, gạt á thì mình nhúng sơn ha, mình nhúng sơn vô, mình gạt cái sóng cọ này các bạn, cái cán cọ này, nhựa là mình gạt hết cái phần nhựa này nè, mình gạt hết cái phần nhựa này. Tại sao mình bắt các bạn phải gạt hết cái phần nhựa này? Nếu như các bạn không gạt hết phần nhựa này, các bạn nhúng các bạn chỉ chút này thôi. Thứ nhất là ở đây sơn nó sẽ bị mau khô. Cái thứ hai là cái nước sơn ở đây mà lỡ cái nó nhiễu vô đồ của người ta, hoặc là những cái đồ hiệu của khách đó các bạn, lỡ nhiễu vô hoặc quần vô áo người ta thì mình phải đền. Rất là phiền tối vấn đề đó ha. Thì mình tránh tình trạng đó, mình cố gắng mình gạt từ ở trên đây mình gạt xuống ha, mình gạt ở trên đây mình gạt xuống như này các bạn, được không ạ ha. Rồi bây giờ mình làm lại nha, mình gỗ nè, mình gỗ mình làm lại ha. Rồi xong sau đó mình cầm nè ha, rồi mình gạt nè, mình làm từng bước, mình chỉ từng bước cho các bạn nè, gạt đó ra. Nhiều bạn chúng ta không có biết cái chúng ta làm với này xong cái bạn lên sơn thì nó sẽ bị nhợi nhiễu vô đồ người ta, rồi lên trên phay rồi nó trời giờ em lỡ làm nhiễu rồi làm cách nào. Rồi bây giờ để mình gạt hết cọ để mình hướng dẫn các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy nè, cái phần này là mặt, cái phần dẹp dẹp mình nè các bạn, là mặt trên của cọ, mặt trước của cọ. Ở phía này là mặt sau của cọ, mình lật lên là mặt sau của cọ nè, mặt trước cọ, mặt sau cọ, hai bên cái đường này là sóng cọ, hai cái phần này bên hông cọ nè các bạn ha, là sóng cọ, được chưa? Mặt trước cọ, quay sát vô, mặt trước cọ, mặt sau cọ, hai bên hông này là sóng cọ. Khi mà chúng ta sơn á, là chúng ta sơn cái mặt cọ nè, mặt sau cọ này nè các bạn, được không? Mình cái phần dẹp dẹp phía sau nè, nếu mình lật xuống này thì cái này là phía sau, nếu mình lật cái này thì cái này là phía sau. Nhớ một điều là các bạn sơn mặt sau cọ chứ không có sơn bằng sóng cọ. Nhiều bạn chúng ta sơn bằng sóng cọ vậy là sai, chúng ta sơn là sơn bằng mặt sau của cọ, được không các bạn? Mình chỉ mình nói rất rõ ràng nha, mặt trước cọ, mặt sau cọ, hai bên này là sóng cọ, chúng ta không sơn bằng sóng cọ, được không các bạn? Rồi giờ bắt đầu mình sơn cái ngón đầu tiên cho các bạn chúng ta cùng xem nha. Mình sẽ sơn cái ngón đầu tiên. Rồi vì lý do là mình sơn cho mình, thành ra bắt buộc mình phải bỏ cái chai nước sơn xuống, mình không có thể nào mà mình cầm được nha các bạn. Rồi đây mình sơn nè, bắt đầu mình xòe cọ nè các bạn, mình xòe cọ ra nè, mình xòe cọ ra, mình sơn lướt xuống. Ở đây mình xòe cọ, mình đẩy nhẹ lên, mình sơn lướt xuống. Bên đây cũng vậy, mình dòng cọ qua đây, và bên đây mình dòng cọ qua bên đây, mình canh cái mép cọ bên này, rồi mình nằm cọ mình lướt nhẹ xuống, được không các bạn? Rồi mình khóa nhẹ đầu móng, mình khóa nhẹ đầu móng ha. Đây là mình sơn nước thứ nhất, được không các bạn? Thì khi mình sơn á các bạn để ý nè, mình sơn á mình làm sao ở đây cái chân móng nó phải tròn nè,
và mình phải cắt cái chân móng này nè các bạn, nó không có được đụng vô lên đây, không có sơn tràn đây. Hồi xưa mình sơn á, là phải ở đây để định cho sát ở đây luôn. Nhưng mà khi mà các bạn làm sát ở đây thì nó sẽ tràn lên cái phần chân móng, nó nằm cái phần sơn nằm trên da rồi. Bởi vậy khi mà các bạn sơn xong á, cái mấy ngày sau, tuần sau, bắt đầu da nó, cái móng mình nó ra đúng không, thì cái đầu nằm, cái sơn nằm trên da bắt đầu nó bị hở, bị hở và nó ra chưa tới tuần là nó đã bị tróc ra rồi các bạn. Bởi vì nó bị hở nè, đúng không các bạn? Móng mình nó mọc ra mỗi ngày mà, đúng không? Thì khi mà nó mọc ra thì cái nằm ở trên cái phần da này bắt đầu nó cao hơn mà, hơi cao hơn phần móng mà, thì bắt đầu nó ra, nó ra thì cái phần sơn ở trên cái chân móng hay còn gọi cuticle nữa các bạn ha, thì nó sẽ bị hở và nó sẽ dễ bị tróc, và khách tróc ra thì khách ngứa tay, khách hay gỡ và dễ bị hư móng, được không các bạn? Rồi bây giờ khi sơn xong, các bạn nhớ là sao, mình canh cho nó tròn cái chân móng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải cắt chân móng, ta hay nói là cắt cọng tóc hoặc là 0.01 mm, được không các bạn ha. Rồi khi sơn á thì ngón tay của mình nó hơi nghiêng xuống để cho sơn nó chảy xuống các bạn ha. Hồi xưa mình sơn xong mình hay dảnh lên vậy, không sơn thì mình hơi nghiêng xuống để sơn nó chảy xuống cho nó đẹp, để gọi là nước sơn mà, đúng không các bạn ha. Thì có rất là nhiều kỹ thuật sơn, thì đây là riêng kỹ thuật, bên này là kỹ thuật sơn của bên mình nha. Rồi thì sơn á, chúng ta không có đứng cọ, chúng ta quẹt, chúng ta hơi nằm cọ xuống, chúng ta quẹt, thì lúc đó cái sơn nó mới bóng mới đẹp. Cũng là một chai sơn, nhưng mà có người sơn bóng, có người sơn không bóng, đó là do kỹ thuật của mỗi người đó. Bên mình sơn là sao, mình hơi nghiêng cái cọ xuống, nó hơi nằm cái cọ xuống và mình lướt nhẹ thôi, mình sơn thường các bạn không được kéo tới kéo lui, nhiều lần, bởi vì các bạn kéo tới kéo lui nhiều lần nó sẽ nhanh khô và nó sẽ bị sần sần cái sơn lên, nó sẽ không đẹp, được không các bạn ha. Nó sẽ bị nhăm, lúc đó làm cục sơn nó sẽ không đẹp, được không nè. Bây giờ mình chuẩn bị sơn tới cái ngón thứ hai cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình gạt sơn nè, mình gạt từ trên này mình gạt xuống nè, các bạn thấy mình gạt sơn gạt xuống không, mình gạt cái phần này mình chừa một chút xíu thôi, được không các bạn. Rồi bắt đầu mình sơn nè, nằm cọ xuống vuốt nhẹ ra, đẩy cọ xè ra nè, dòng qua bên đây, canh mép mấy bên này, đẩy cọ qua dòng qua bên đây, mình canh mép mấy bên này, được không các bạn? Dòng xuống, lướt nhẹ thôi, lướt nhẹ vài đường, không có lướt nhiều nha. Đó, dòng xuống các bạn. Rồi xong, sau đó chúng ta khóa nhẹ đầu móng cái. Đó, các bạn coi thấy không? Đó, đây nếu mình thấy nó hơi dính nhẹ thì mình chùi, mình kiểm tra coi có sao. Các bạn thấy chân móng không, cách chân móng 0.01 mm này, các bạn thấy không? Đó, thấy không? Và mình sơn xong thì tay mình hơi chuối nhẹ xuống chút xíu, được không các bạn? Đó nè, mình mới sơn có một nước thôi nè các bạn ha. Rồi bây giờ tiếp tục mình lại sơn tiếp tục ha. Mình gạt, mình chừa tùy theo cái ngón tay lớn hay ngón tay nhỏ mà mình chừa cái sơn trong cọ nhiều hay là ít ha các bạn ha. Thì cái này gọi là kinh nghiệm, làm lâu riết các bạn sẽ có kinh nghiệm, được không? Làm lâu mình sẽ có kinh nghiệm ha. Rồi cố gắng nằm đứng một chỗ, đừng có nhúc nhích nhiều. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sơn tiếp ngón kế tiếp. Đây mình xòe, đây mình ha. Rồi bắt đầu mình xòe lên các bạn coi nè. Rồi mình đi thẳng xuống, mình đây mình vòng qua đây, mình đi thẳng xuống đây. Tiếp tục bên đây mình vòng qua đây, mình đi thẳng xuống đây. Các bạn thấy mình đi thẳng xuống không? Mình không có dừng lưng chừng ở đây, mình vuốt thẳng ra luôn. Tại sao? Bởi vì nếu các bạn dừng nó sẽ bị đậm sơn, nó sẽ không bao giờ đẹp, được chưa? Thành ra mình phải vuốt thẳng luôn, được không các bạn? Đó, mình chùi chứ thật sự không dính, nhưng mà mình kiểm tra coi nó có bị dính gì hai bên hay là không ha các bạn ha. Rồi chân móng đây mình cũng vậy, nếu các bạn muốn kỹ các bạn vét đường nhẹ nè, các bạn vét nhẹ đường để chi, để cho chân móng nó tròn nó đẹp. Tại vì khi mà mình sơn các bạn đẹp hay không là cái chân móng nó phải tròn, nó phải tròn cái chân móng nó mới đẹp ha các bạn ơi. Mà đó, rõ đó đó các bạn, nó phải tròn cái chân móng như thế này, các bạn thấy không? Đó, rất là dễ nha các bạn ha, cũng không có khó, nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải luyện thật nhiều nha các bạn. Mình luyện thật nhiều ha. Rồi tiếp tục bây giờ mình lại, anh chỉ để y nguyên, anh đừng nhúc nhích, chỉ để y nguyên vậy đi. Rồi bắt đầu tiếp tục đây, mình sơn ngón kế tiếp,
mình đầu tiên mình sơn cái thấp dưới mình vuốt hẳn ra ngoài luôn, xong sau đó mình xè cọ ra, mình đi lên nè, cái đầu tròn cọ nó sẽ làm cho cái chân móng của mình tròn. Mép bên này sấm cọ bên này mình canh, bên đây mình cũng chườn cộng tóc các bạn ha. Mép bên đây mình xè mình canh bên đây, rồi xong sau đó mình vuốt nhẹ đây, được không các bạn? Mình vuốt nhẹ đây rồi mình khóa nhẹ đầu móng chút xíu, được không ạ? Rồi nếu mà nó có tràn thì mình chùi. Nhớ các bạn, nhớ hai bên này mình chùi nè các bạn. Mình chùi các bạn biết sao không? Khi mà mình chùi á, các bạn để ý mình có móng tay mình chùi cho khách đó, các bạn vét nè. Các bạn vét từ từ thôi nha. Mình thấy nhiều bạn á vét mạnh quá khách người ta bị đau đó nha. Tại cái móng tay của mình nó bén lắm các bạn. Mình vét thì mình nương nhẹ nhàng mình vét cho người ta thôi ha các bạn ha. Nhớ sơn thường các bạn không có được lấy nhiều sơn quá, mà các bạn cũng không được lấy ít sơn quá. Tại vì ít sơn quá đâu đủ, cái móng người ta đâu, móng bự mà, thì cái thân móng người ta bự mà mình to mà mình lấy ít sơn quá thì kéo không đủ, thì lúc đó nó sẽ không đẹp. Mà lấy nhiều quá thì dày sơn nó cũng không đẹp, được không ạ? Thành ra mình lấy vừa đủ thôi ha. Thì cái đó cũng phải là gọi là cái kinh nghiệm của mình ha. Và nhớ sơn của các bạn sơn đừng quá đặc nha. Những chai sơn nào mà cũ rồi á thì đặc quá thì thôi chúng ta bỏ được rồi, hoặc là nếu như các bạn cho nước hoa vô mà mình còn xài được thì xài, còn nếu mà cho nước hoa vô mà nhiều quá các bạn, khi mình sơn á nó sẽ bị mờ cái sơn đi, nó không đẹp, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là làm cho cái sơn nó không có được độ bền các bạn, cái sơn nó không có độ bền, chính vì điều đó mà sơn nó không còn được đẹp nữa các bạn ha. Rồi mình vừa làm vừa giảng thành ra nó hơi lâu ha. Để mục đích của mình là gì? Để mình giúp cho các bạn xem được video thì sẽ làm được. À, mình giảng y chang như mình đang giảng ở trên lớp luôn ha, mình giảng tỉ mỉ để cho các bạn chúng ta xem ha. Rồi bây giờ mình sơn tới ngón cái nha. Mình hướng dẫn thì mình nói hơi nhiều nhưng mà các bạn cũng thông cảm mình, mục đích mình nói nhiều để chi các bạn biết không, để cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi bắt đầu mình sơn ngón cái đây, mình nghiêng ngón tay xuống mình sơn. Sơn từ dưới mình sơn lên, rồi đây mình xè lên nè các bạn, xong mình quét nhanh xuống. Bên đây mình vòng qua bên đây mình canh mép, bên đây mình đi xuống. Đi xuống các bạn, mình đi xuống. Bên đây cũng vậy. Rồi bên đây mình đi vòng nè các bạn thấy không? Rồi canh cái mép bên đây. Mình đi nhẹ xuống các bạn. Rồi xong. Mình được một ngón. Thí dụ đầu tiên mình không khóa móng thì cái thứ hai, sơn nước thứ hai các bạn phải khóa móng nha. Các bạn nhớ điều đó nha. Nhớ nha, không quên nha. Rồi móng tay mình hơi nghiêng xuống nè các bạn thấy không? Mình hơi nghiêng xuống chút xíu ha. Rồi ok. Thì bây giờ mình đã vừa sơn cho các bạn xem nước đầu tiên là hết 5 ngón tay. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sơn nước thứ hai nha các bạn. Thì trước khi sơn nước thứ hai mình phải đánh cái chai sơn này lên. Đó, mình phải đánh chai sơn này lên ha. Các bạn sơn thì các bạn đánh thường xuyên thì sơn nó đều, các bạn sơn sẽ đẹp nha. Rồi bây giờ mình sơn nước thứ hai các bạn coi nè, nó sẽ rất là đẹp nè. Nước thứ hai bắt đầu lên sơn nó sẽ đẹp lắm nè. Tại mình sơn nước một là mình đã thấy vậy phải không? Rồi tới nước thứ hai. Rồi bắt đầu nha. Mình sơn nước thứ hai các bạn xem nha. Đây. Xè ra, quét nhẹ bên đây. Bên đây canh qua bên đây, quét nhẹ bên đây. Bên đây canh qua bên đây. Thật sự mình sơn cho các bạn nha, nhưng mà rất là khó chứ không dễ đâu. Bởi vì cái máy quay nó che mình đó các bạn. Thành ra mình sơn rất là khó. Thành ra đôi lúc mình không có thấy rõ lắm. Các bạn mình thông cảm nha không. Bởi vì mình muốn ông xã mình quay cận thì cận để cho các bạn học được. Đây là nước thứ hai, được không ạ? Đây là nước thứ hai. Rồi bây giờ mình chuẩn bị, mình sơn ngón bên đây tiếp tục cho các bạn chúng ta nha. Mình gạt cho nước sơn. Rồi mình sơn đây. Thứ hai. Từ đây mình xè nhẹ lên. Mình lún đây. Bên đây mình cong qua đây. Mình vuốt qua đây. Các bạn nhớ nè, khi mà mình sơn này á, là các bạn ngồi nhớ. Thứ nhất là gì? Né quạt ra. Bởi vì sao? Bởi vì nó là sơn thường, có quạt vô nó sẽ mau khô thấy không? Cái cây cọ mình lỡ chúng cái máy quay cái nó rung rinh này các bạn thấy không? Bởi vì máy quay che luôn tầm mắt mình mà. Đó các bạn thấy không? Thành ra hả, mình ráng cố gắng hết sức để cho các bạn chúng ta học được á. Thành ra các bạn nhớ đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đó. Rồi bây giờ để cho ngón thứ ba, tại vì mình làm cho mình thành ra nó sẽ lâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ sơn tiếp tục ngón giữa nè các bạn ha. Mình gạt bớt sơn.
Rồi ngón giữa đây bắt đầu mình sơn nè. Các bạn thấy không? Xè ra. Rồi mình đẩy cây cọ lên trên, xè qua đây. Mình vòng qua bên đây. Rồi mình đẩy cây cọ qua đây. Mình vòng qua đây. Đó. Mình lướt nhẹ nè các bạn. Mình lướt nhẹ sơn thôi. Ha, lướt nhẹ thôi. Rồi mình khóa đầu móng được không ạ? Rồi tiếp tục. Nó hơi dính chút xíu thì mình dét, mình kéo đi. Đó, được không ạ? Đó, như vậy cái móng mình nó xẹp. Được không ạ? Nè các bạn ha. Rồi tiếp tục. Ở đây mình lại tiếp tục mình sơn. Rồi mình khóa móng đi. Rồi đây các bạn. Rất là đẹp nha. Các bạn thấy không? Rồi mình sơn ống cuối cùng nha. Sơn này nó gần như nó cũng giống như là sơn bột vậy đó các bạn. Mình lấy thêm, nó không đủ thì mình tranh thủ mình lấy thêm. Rồi ok. Rồi đến cái màn. Chúng ta nhớ là phải sao? Phải cho tròn chân móng nha. Rồi ok. Mình vừa sơn 5 ngón cho các bạn xem. Rồi hen, thì sau khi chúng ta sơn hai nước xong các bạn. Sơn hai nước xong thì nó khô, mình chờ nó khô đi. Thì nếu các bạn mà muốn sơn tớp có hai loại tớp. Một là chúng ta sơn tớp thường, tớp của sơn thường ha. Hai, các bạn nào thích sơn, có nhiều bạn hỏi mình chứ, ủa vậy em sơn tớp treo được hết các bạn? Ai nói không được chứ, mình sơn được, mình sơn cho khách mình hoài à ha. Sơn tớp treo xong các bạn hơ đèn, nhưng muốn sơn tớp treo các bạn phải để sơn thường nó thật sự khô rồi các bạn hơ sơn tớp treo. Còn nếu mà sơn tớp thường thì các bạn thấy nó, mình vừa sơn xong mà mình quay lại mình hơi khô khô là bắt đầu mình sơn tớp thường là được rồi. Sơn vừa khô có là hơi khô khô là mình sơn tớp thường được. Nhưng tớp treo các bạn phải để cho nó khô rồi các bạn hạ sơn tớp treo và hơ đèn, được không ạ? Ai nói không được chứ mình làm được nha. Mình làm được, mình làm bình thường cho khách của mình ha. Rồi sơn tớp treo thì nó sẽ bóng nó đẹp hơn thôi chứ mới gì trơn trọi các bạn ha. Rồi giờ bây giờ bắt đầu mình sẽ sơn tớp đó các bạn. Rồi bây giờ mình sơn tớp đây. Cho tớp mình gần hết rồi. Rồi mỗi lần sơn mình phải mỗi lần lấy. Đó, các bạn thấy mình sơn không? Đều cách chân móng 0,01mm ha các bạn ha. Rồi. Tiếp tục thấy đây để gần lên cho các bạn dễ thấy ha. Ok, khóa các bạn nhớ đừng quên là gì, khóa đầu móng nha. Rồi đây giờ thì mình còn chờ là nó khô nữa thôi các bạn ha. Nếu là tớp của bên treo thì các bạn phải hơ đèn 2 phút, còn nếu mà là tớp của sân thường thì chúng ta ngồi chờ khô. Giờ mình ngồi mình chờ khô được không ạ? Ok.
Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chúc các bạn chúng ta sẽ làm thành công nha. Ok. Các bạn nhớ là nếu mà thấy video bot, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.